Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, hơi thở hôi hay chứng hôi miệng có ảnh hưởng đến khoảng 25% người dân hiện nay. Chứng hôi miệng khiến cho bất cứ ai gặp phải cũng cảm thấy rất mất tự tin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, giao tiếp và tâm lý người bệnh. Vậy chứng hôi miệng là gì và làm thế nào để khắc phục hiệu quả căn bệnh này? Tất cả sẽ được giải đáp trong phóng sự ngay sau đây. Chứng hôi miệng hay còn gọi là bệnh hôi miệng là một chứng bệnh phát ra hơi thở có mùi hôi hoặc mùi khó chịu khi nói. Bệnh lý này có thể gặp ở bất cứ ai và ở bất cứ độ tuổi nào. Đây là chứng bệnh phổ biến thứ 3 trong số các bệnh lý về nha khoa, chỉ sau sâu răng và bệnh viêm nha chu. Khoảng 25% dân số mắc phải chứng hôi miệng ở nhiều mức độ khác nhau. Chứng hôi miệng có thể nói có nhiều nguyên nhân. Cái trước tiên phải nói đến là vệ sinh răng miệng không tốt. Cái thứ hai là các bệnh ở răng miệng, đặc biệt là nha chu viêm. Đấy, thế rồi là các bệnh về viêm, ví dụ như là viêm lợi, viêm răng, viêm amidan, viêm xoang mũi, viêm xoang họng. Thế rồi đặc biệt là viêm dạ dày tá tràng gây ra bệnh trào ngược dạ dày. Thì đấy là cái nguyên nhân mà cũng tương đối hay gặp trong cuộc sống hàng ngày. Thế rồi một nguyên nhân nữa là gì? Do các bệnh ung thư. Đấy, ví dụ như ung thư họng hầu, ung thư thực quản, ung thư gan, ung thư dạ dày. Với người bệnh, hôi miệng xảy ra ở mọi lứa tuổi, mức độ nặng nhẹ tùy vào nguyên nhân gây bệnh và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý của người mắc phải. Khảo sát cho thấy hầu hết những ai mắc chứng bệnh này đều có chung cảm giác ngại tiếp xúc với những người khác. Mình bị cái tình trạng hôi miệng này cũng một thời gian rồi và nó khiến cho mình cảm thấy rất là tự ti trong cái vấn đề giao tiếp, ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc sống. Chính vì vậy mà mình có tìm đến các cái chuyên gia để tư vấn. Các chuyên gia tư vấn có kết luận là mình bị trào ngược dạ dày và chính vì vấn đề này cho nên nó khiến cho hơi thở của mình có mùi không được tốt cho lắm. Và sau khi mình sử dụng bộ sản phẩm này thì mình thấy là hơi thở của mình không còn có vấn đề như trước nữa và khiến cho mình cảm thấy rất là tự tin và đặc biệt là ngay cả cái vấn đề trào ngược dạ dày của mình nó cũng được cải thiện rất là rõ rệt. Hiện nay, bên cạnh việc cải thiện chế độ ăn uống, vệ sinh răng miệng, người bệnh có thể sử dụng thêm các sản phẩm hỗ trợ kết hợp điều trị nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. Trong đó, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược vẫn là phương pháp được nhiều người lựa chọn và được đánh giá là an toàn. Bộ sản phẩm Detox Nano bao gồm viên uống, viên ngậm, nước súc miệng và xịt họng, giúp các thành phần thảo dược thấm sâu, dễ dàng đi vào cơ thể, từ đó tác động vào nguyên nhân gốc rễ của chứng hôi miệng, giúp loại bỏ triệu chứng trào ngược dạ dày một cách hiệu quả. Detox Nano này thì có 9 cái thành phần thảo mộc. Thì đây là nó là hoàn toàn là các thảo dược tự nhiên, chứ không phải là tổng hợp. Đấy, ví dụ như là cao xạ cam, thì trong đó có những chất kháng sinh. Thế rồi là cao dạ cẩm. Đấy, thế rồi là cây đinh địa, địa đinh, tức là cây cỏ tím. Đấy, thì cũng là có tính chất kháng sinh, chống viêm. Thế rồi là cao cắt cánh. Thế rồi là huyền sâm. Thế rồi là trại hồ, bạch chỉ, mộc hương, hoắc hương là nó có các hoạt chất sinh học, hoạt chất có tính chất kháng sinh ở trong dạ can, hoạt chất chống viêm, thế rồi là hoạt chất tinh dầu đấy, mang tính chất kháng sinh và mang mùi thơm. Và cái đặc điểm sản phẩm này nữa là áp dụng cái công nghệ nano để sản xuất là nó hấp thu trực tiếp đi vào trong tế bào luôn, mà nó vì nó kích thước nano cho nên nó đi thẳng vào trong tế bào luôn. Đấy, thì cái sản phẩm này cũng áp dụng cái công nghệ nano để tạo ra sản phẩm, tôi cho đấy là một cái tốt. Là thành quả của ứng dụng công nghệ siêu vi nano trong hỗ trợ điều trị hôi miệng, Detox Nano giúp các thành phần thảo dược thẩm thấu sâu, dễ dàng đi vào cơ thể, từ đó có tác động vào nguyên nhân gốc rễ của chứng hôi miệng, giúp loại bỏ các triệu chứng của trào ngược dạ dày một cách hiệu quả. Trước đây ấy, thì hơi thở của mình nó có cái mùi rất là khó chịu. Thế nên là đã có một cái khoảng thời gian ấy, mình cảm thấy rất là tự ti, rất là kiệm lời luôn và ngại giao tiếp với mọi người. Thì mình có biết đến cái sản phẩm Detox Nano. Sau một tuần thì cái hơi thở của mình nó nhẹ nhõm hơn này, nó bớt nặng mùi hơn và mình cảm thấy cũng khá là dễ chịu. Sau hai liệu trình thì những cái triệu chứng trước đây của mình ấy, nó cải thiện rõ rệt luôn. Và từ khi sử dụng cái sản phẩm Detox Nano này ấy, thì mình không phải sử dụng thêm một cái sản phẩm hỗ trợ nào để điều trị cái chứng hôi miệng này nữa. Tiêu chuẩn để đánh giá sức khỏe răng miệng hiện nay, 80% dựa vào hơi thở. Một hàm răng trắng khỏe với hơi thở thơm tho sẽ giúp chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống và hơn hết là một dấu hiệu tốt của tình trạng răng miệng bình thường. Hướng dẫn mua hàng từ video.
Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.